Đồ lan. Chân giải nhìn lấy dấu trong góc gia hỏa, chân mày cao lại. Không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp phải ra hỏa này. Nghĩ đến, chân giải chậm rãi theo thông đạo bên trong đi ra lúc này hắn mới nhìn đến. Đây là một cái bốn phương thông suốt cửa động. Trung quanh có trọn vẹn bảy tám cái thông hướng ra phía ngoài cửa đường hầm. Mà trung ương cũng là một cái ao nước to lớn, bên trong nước là màu vàng, xem ra mười phần quỷ dị. Vừa mới tình báo cho mình giới thiệu là cái này ao gọi kim trì, bên trong nước là kịch độc đối dung lô cảnh phía dưới đều là có nguy hại. Trần Giải nghĩ đến nhìn lấy Đồ Lan, nghĩ thầm, tên này hẳn là sớm liền ở chỗ này chờ. Bất quá nếu biết ở chỗ này chờ, vì sao không tự mình vào động quật bắt chính mình đâu? Trần Giải không hiểu, kỳ thật hắn không biết cái kia hang động làm ngũ độc giáo chỗ tránh nạn, nhìn như phổ thông, kỳ thật chế tạo thời điểm, suy tính rất nhiều phương diện, tỉ như trên vách đá cửa ngầm, từ bên trong đẩy ra khả năng chỉ cần lang yên cảnh thực lực là được thế nhưng là từ bên ngoài đẩy ra khả năng cần cũng là như long cảnh. Trong này dùng là một loại 10 phần cao cấp cơ quan thiết kế, tên là lật âm dương khóa, theo như truyền thuyết. Đây là đã từng lỗ ban đại sư lưu lại lỗ ban thư bên trong ghi chép một loại 10 phần cao cấp cơ quan kỹ xảo. Bất quá trần giải nhưng không biết trong này cong cong lượn lượn, cũng không có tâm tư đi nghĩ những chuyện này, dù sao hắn hiện tại đã ra tới, mà lại là tăng lên thực lực về sau, đi ra. Chính là chuẩn bị đại triển quyền cước thời điểm, mà trước mặt cái này đồ lan không chính là mình trong tay tốt nhất bia ngắm sao nghĩ đến trần giải chậm rãi mấy bước đi tới phía trước nhìn lấy đồ lan nói ngươi thật đúng là âm hồn bất tán à đồ lan nhìn lấy trần giải nói ha ha ai trong nhà tiến vào chuột cũng ngủ không được à để ngươi chạy trốn hai lần lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn đồ lan ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trần giải trần giải nghe vậy tiến về phía trước một bước nói lần này không trốn đồ lan ha ha cười nói không trốn, vậy coi như thật là một con đường chết." Trần Giải ánh mắt ngưng lại nói, "Chưa hẳn đi." Đồ Lan cười lạnh một tiếng nói, "Thật đúng là con vịt chết mạnh miệng, đã không biết sống chết, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình." Đồ Lan nói bước về trước một bước, nhất thời một cỗ thuần cương khí kim màu đen từ phía sau nổi lên, theo sát lấy từ từ tụ hợp thành một cái to lớn hắc hạt con. "Bọn chuột nhắt, lần này cũng không thể để ngươi lại từ trong tay ta đào thoát." Bịch 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 Đồ Lan nói từng bước một hướng Trần Giải đi tới, Trần Giải thấy thế ánh mắt ngưng lại, không hề động. Mà chính là nhìn lấy Đồ Lan hướng mình đi tới, theo hắn từng bước một đi tới, phía sau hắn hắc hạt con càng lúc càng lớn, dơ cao lên độc của mình cái đuôi lấy nhìn xuống tư thái nhìn lấy Trần Giải. Trên người có một loại lực lượng vô địch, cái này lực lượng kinh thiên hoàn toàn. Trương Hồng cảnh cường đại, biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, mà Trần Giải đứng tại nó mạnh mẽ cương khí phóng xạ dưới, không nhúc nhích, dường như bị sợ choáng váng giống như Đồ Lan lúc này thật giống như săn mồi thợ săn đồng dạng, nhìn lấy chính mình con mồi lộ ra nụ cười lạnh như băng. Chết đi cho ta. Oanh! Một quyền hung hăng đánh phía Trần Giải, một quyền này mang theo kinh khủng quyền cương, to lớn bọ cạp lúc này ngửa mặt lên trời gào thét, rất là kinh người. Chết! Nói hắn một quyền hung hăng đánh phía Trần Giải, tại trong ấn tượng của hắn, Trần Giải đầu hẳn là sẽ giống dưa hấu đồng dạng ẩm vang nổ tung. Nhưng lại tại cái này quyền đầu phải rơi vào Trần Giải trên đầu thời điểm, đột nhiên một cái tay kềm ở cổ tay của hắn hà Bộp một tiếng đồ lan cổ tay trực tiếp bị trần giải bắt lấy đồ lan nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn một mặt không dám tin nhìn lấy trần giải mà lúc này trần giải cương khí trên người cũng phi tốc kéo lên rất nhanh liền ở phía sau hắn tạo thành một cái to lớn hư tượng đó là một đầu tàn rồng cầm long thập bát trưởng tàn rồng ngao ngao to lớn tiếng long ngâm vang vọng cả sơn động ung ục ùng ục chân cách đó không xa kim chỉ bên trong đều bốc lên bong bóng tới. Đồ Lan lúc này mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật không thể tin nhìn lấy Trần Giải nói, ngươi, ngươi trường hồng cảnh. Trần Giải nhìn lấy Đồ Lan, trên mặt hiện ra một tia cười nói, đúng vậy à, cái này phải cảm tạ ngươi từng bước ép sát. Như thế không giả, nếu không phải Đồ Lan từng bước ép sát, Trần Giải còn thật không nhất định có thể tìm tới thất thải quả. Không có thất thải quả, hắn liền không khả năng luyện ra hồng hà đan, càng thêm không thể nào tiến vào trường hồng cảnh cho nên trần giải huân chương nếu có những này bức bách chính mình mục la nhân một nửa à mà đồ lan nghe lời này nhất thời đổi sắc mặt thạnh quá hóa giận hắn cảm thấy đây là trần giải tại nhục nhã hắn đồ lan cắn răng nhìn lấy trần giải nói bọn chuột nhát đừng tưởng rằng ngươi lên tới trường hồng cảnh liền dám theo ta tùy tiện ngươi ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới trần giải nghe vậy cười ha ha nói há thật sao nói xong trần giải sau lưng tàn rồng hư tượng phát lực đè lại lấy đồ lan hắc hạt con hướng về sau lùi lại bịch 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 đổ lùi lại mấy bước về sau lúc này đồ lan sắc mặt đen nhánh nói hỗn đàn ngươi chết đi cho ta nói vậy mà một chân đá hướng về phía trần giải trần giải am hiểu là trường pháp đối thối pháp cũng không phải rất am hiểu gặp thứ nhất chân đá tới cũng nhấc chân đá tới trần giải dùng thối pháp chính là hạ tự quyết bên trong mang thối pháp nói hỏa diễm thối trần giải thôi động hỏa diễm thối đá tới oanh một tiếng trực tiếp cùng đồ lan đá ở cùng nhau đồ lan sử dụng chính là hắc phong thối pháp lấy xảo trá âm độc lấy sưng mà chân giải hỏa diễm thối lấy cương mãnh lấy sưng lúc này hai chân lẫn nhau đá oanh một tiếng to lớn lực phản chấn liền để hai người tách ra mà hai người vừa chia tay đồ lan trực tiếp chân tại mặt đất dẫm mạnh sau đó phi thân lên độc hạt quyền một quyền trực tiếp từ trên xuống dưới đập xuống cương khí kim màu đen bao vây lấy quả đấm của hắn dường như thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen giống như Trần Giải thấy thế không chút hoang mang trực tiếp một chiêu long chiến vu giã, vững vàng tiếp nhận hắn một trưởng. Không nghĩ tới lúc này hắn vậy mà mượn một trưởng này chi lực, nhảy lên bay lên cao hơn, Trần Giải nhìn lấy lần nữa bay cao hơn đồ lan. Trong ánh mắt mang theo trào phúng, một cái bọ cạp, ngươi cùng lão tử một con rồng so với ai khác bay cao đúng không? Nghĩ đến, Trần Giải trực tiếp thi triển ra phi long tại thiên. Ngao! Nói một tiếng long ngâm, Trần Giải trực tiếp trên thân tản ra ra thuần hoàng cương khí, theo sát lấy cả người trực tiếp liền bay lên. Phốc nha nha. Sau đó bay thẳng qua đồ lan trên không, đối với đồ lan cũng là một trưởng. Chân kinh bách lý. Một trưởng này tiếp lấy phi long tại thiên, cả người hiện lên dựng ngược theo trời mà xuống, một trưởng trực tiếp chụp về phía đồ lan. Đồ lan thấy thế ngẩng đầu một cái, liền thấy trần giải vậy mà đến đỉnh đầu của mình, nhất thời kinh hãi, như là trần giải một trưởng này đã đập tới, muốn trốn tránh, cơ hồ làm không được. Không có cách nào đồ lan trực tiếp hai tay giá tại đỉnh đầu, Tới một cái phòng thủ tư thái. chân giải một trường này từ trên xuống dưới, oanh một tiếng, trực tiếp liền vỗ xuống. Một trường này, uy lực kinh người, mượn không trùng xuống chi lực, chỉ thấy một đầu thần long hư ảnh theo trần giải trường pháp bên trong bay bắn ra. Ngao ngao. Thần long đột nhiên đánh về phía đồ lan. Đồ lan sau lưng bò cạp độc lúc này rũi ra hai cái to lớn ngao kìm, trực tiếp ngăn tại đỉnh đầu của mình, thành phòng ngự tư thái. Oanh. Một tiếng vang thật lớn sau một khắc chỉ thấy đồ lan trực tiếp liền bị một trưởng này đánh bay ra ngoài hung hăng đụng vào trên vách đá bụi mù cuồn cuộn cát bay đá chạy thấy cảnh này chân giải thông suốt lấy nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn tốt đẹp truyền thống theo sát lấy một cái chuồn chuồn lướt nước tại mặt đất điểm một cái theo sát lấy một trưởng lợi thiệp đại xuyên hung hăng chụp về phía đồ lan lúc này trong bụi mù chân giải chỉ có thể nhìn thấy đồ lan mơ hồ thân ảnh theo sát lấy chỉ thấy trần giải một trưởng hung hăng chụp về phía đồ lan mà liền tại một trường này tới gần đồ lan thời điểm trần giải đột nhiên còi cảnh sát kêu to một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm trực tiếp bao phủ tại trần giải trên thân trần giải nói thầm một tiếng không tốt lúc này nhấc chân muốn lui lại thế nhưng là đã không kịp bởi vì đồ lan đã bắt đầu phản kích đảo mã độc thung đồ lan đột nhiên thi triển hắn mạnh nhất công pháp đảo mã độc thung đảo mã độc thung đây chính là ngũ độc giáo hạt môn công pháp mạnh nhất thậm chí cái này công pháp đầu nguồn đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến tây du ký Tây Du Ký bên trong có cái hạt tử tinh, hắn một chiêu mạnh nhất cũng là đảo mã độc thùng. Năm đó hắn bằng vào một chiêu này, đốt tôn ngộ không võ giả đầu lăn lộn đầy đất, vẫn lấy làm kiêu ngạo mình đồng ra sắt, trực tiếp đã thành khí cầu, một đâm liền phá. Phải biết năm đó hầu tử ở trên trời, bị thiên binh thiên tướng, đao chặt phủ băm, cũng không làm gì được, tuy nhiên lại bị hạt tử tinh, một kích đảo mã độc thung, đốt phá phòng ngự. Có thể thấy được một chiêu này đáng sợ. Mà lại chẳng những là hắn, thì liền như lai like đều được nó đốt gọi thẳng tay đau. Có thể thấy được cái này đảo mã độc thung có thể thấy được hắn sự đáng sợ. Mà độc hạt môn đảo mã độc thung cũng là căn cứ vị này bọ cạp tiền bối đảo mã độc thung mô phỏng, tập hợp toàn thân cương khí, cộng thêm lâu dài hấp thu độc bọ cạp, sau cùng mới có thể dung hợp thành một trường này. Theo như truyền thuyết muốn luyện tập cái này đảo mã độc thung nhất định phải đang luyện công thời điểm, đem tay của mình luôn vào tràn đầy độc hạt giỏ trúc bên trong nhường bên trong bò cạp độc đối ngươi tay tiến hành lớn nhất cực kỳ tàn ác độc đánh. Bọ cạp vốn là ở bên trong rất nhàn hạ, nhìn đến có dị vật tiến vào giỏ trúc bên trong, nhất thời kinh hãi. Tất cả đều đem độc tố vào luồn vào đến trong lòng bàn tay, đem độc tố tiêm vào tới tay cánh tay bên trong. Lúc này thời điểm luyện công người, lập tức lấy độc hạt công, tiến hành luyện hóa, sau đó đem cái này độc bọ cạp chứa đựng tại trong lòng bàn tay. Bình thường đối địch bọn hắn có thể bỏ phải dùng ra đến, bởi vì dùng đến một lần, lần tiếp theo liền cần một lần nữa góp nhặt mà đồ lan trong tay một kích này đảo mã độc thung đã chứa đựng ba năm trong này phong tồn thế nhưng là hắn ba năm qua chỗ có nhận đến khổ sở bị độc hạt tàn phá thống khổ sở hữu tinh hoa toàn bộ ẩn chứa tại cái này đảo mã độc thung bên trong một trường này ẩn chứa đồ lan tất cả lực lượng chết đi cho ta trong nháy mắt trần giải cũng cảm giác theo đồ lan phương hướng bay ra trốn một chút mây đen theo sát lấy một cái tay xuyên qua mây đen trực tiếp chụp về phía chính mình mà đồng thời Trần Giải liền thấy Đồ Lan sau lưng bò cạp độc, đột nhiên ngẩng đầu, theo sát lấy trực tiếp một cái bọ cạp vung đuôi, sau đó hung hăng đâm về hắn. Trần Giải muốn chạy trốn, có thể là căn bản trốn không thoát, lúc này dường như bị khóa chặt một dạng. Trần Giải đưa tay, trực tiếp cũng là cầm Long Thập Bát trưởng bên trong mạnh nhất một chiêu lợi thiệp đại xuyên đã trốn không thoát, vậy liền toàn lực đối mặt à. Ngao ngao. Theo lợi thiệp đại xuyên đánh ra đi, Trần Giải sau lưng xuất hiện một đầu thần long, thần long gầm thét, mang theo không gì địch nổi lực lượng hung hăng và chạm hướng về phía đồ lan mà lúc này chỉ thấy đồ lan sau lưng bọ cạp duỗi ra bản thân to lớn bò cạp đuôi đối với trần giải thần long cũng là một cái đuôi phốc sau đó trần giải sau lưng thần long hư ảnh thật giống như khí cầu đồng dạng trong nháy mắt liền bị cái này một bò cạp đuôi cho tươi sống đâm nổ oanh một tiếng tiếng vang theo sát lấy chỉ thấy cái này thần long hư ảnh triệt để nổ tung đồng thời trần giải đột nhiên cảm giác mình tay đau đớn một hồi loại kia đau toàn tâm thậm chí không phải nhân loại ý chí có thể ngăn cản chân giải đau hét to một tiếng a à, một tiếng kêu đau chân giải trực tiếp bay rớt ra ngoài chân giải lúc này có một loại năm đó hầu ca cho đâm cảm giác oanh một tiếng chân giải đụng vào tảng đá trên vách tường bụi mù cuồn cuộn phù một tiếng chân giải một ngụm máu phun tới sau đó chân giải thấy mình máu vậy mà đều là đen chân giải run rẩy nhìn lấy chính mình tay phải chỉ thấy tay phải của mình triệt để đen biến thành màu đỏ tía đồng dạng đen. Xem xét cũng là chúng độc đến cực hạn. Đảo mã độc thung, trọn vẹn nhẫn nhịn ba năm cường đại độc tố, trong nháy mắt phóng xuất ra cái này kinh khủng độc, còn thật không phải là đồng dạng độc có thể so sánh đó à, khủng bố, quá kinh khủng. Triệu nhã thấy được trần giải tình huống bên này, lúc này ánh mắt ngưng tụ, theo sát lấy trực tiếp vung vẩy trong tay trần giải mượn nàng dao găm giết tới. Thu thiền dao găm trên tay của nàng, Bày trò, dường như một cái linh xảo hồ điệp, quanh đi quẩn lại. Triệu Nhã đọc nhiều sở trường các nhà, một thân võ học tinh thông kim cổ kiến thức uyên bác, lúc này dùng cũng là đã từng hồ điệp cửa hồ điệp giao gam công. Triệu Nhã vào thẳng hướng về phía Đồ Lan, mà Đồ Lan lại không có không quản Triệu Nhã cái này bột mì ẻo lả, đúng vậy hắn không biết Triệu Nhã là nữ nhân, đương nhiên biết cũng chẳng có gì ghê gớm. Bọn hắn người miêu là không cùng ngoại tộc thông hôn, càng thêm không cho phép cùng ngoại tộc cấu kết, đương nhiên một số ngoại vi đê tiện hàng, có lúc ưa thích đùa bỡn người hắn nữ nhân thế nhưng là bọn hắn cao quý ngũ độc giáo dòng chính, chân chính người miêu sẽ không làm như vậy. Bọn hắn có tính ngưỡng của chính mình. Bởi vậy nhìn đến triệu nhã đến đây, đồ lan đều không có gì, chỉ là vung ra một quyền, sau đó trực tiếp đem triệu nhã đánh bay ra ngoài. Phải biết tại một cái đại cảnh giới trước mặt là rất khó hoàn thành vượt cấp chiến đấu. Cho dù là ngươi đọc nhiều chúng ra cũng vô dụng, chúng ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, chúng ta chỉ là một quyền đánh ra. Đây là dốc hết toàn lực. Oanh, một quyền, trực tiếp liền đem triệu nhã đánh bay ra ngoài. Triệu nhã bay ngược mà ra ngăn cản không được đồ lan tốc độ, mà đồ lan lúc này lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn lấy dựa vào tại vách động trần giải nói. Không tệ, hèn hạ người ngoại lai, thực lực của ngươi, đạt được tôn trọng của ta. Vậy mà buộc ta sử xuất đảo mã độc thung, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Bịch bịch bịch, đồ lan nói từng bước một hướng trần giải tới gần, triệu nhã thấy thế, lông mày nhất thời nhíu lại, cắn răng nói. Không có sao chứ, Trần Giải lúc này chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt kia rất là thanh minh, căn bản nhìn không ra bất kỳ khủng hoảng. Đồ Lan rất không thích loại ánh mắt này, làm sao có thể không khủng hoảng đâu, làm sao có thể như vậy chứ? Nghĩ như vậy, hắn nhíu mày nhìn lấy Trần Giải nói, người ngoại lai, sinh mệnh của ngươi dừng ở đây rồi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Trần Giải nhìn một chút Đồ Lan nói, đào mã độc thông quả nhiên lợi hại, Đồ Lan ta thừa nhận ngươi có chút thực lực. Cái gì? Ngươi thừa nhận ta? Đồ Lan sắc mặt nhất thời biến thành đen, chính bình cường đại khi nào cần một cái thủ hạ bại tướng đến thừa nhận. Nghĩ như vậy, Đồ Lan nhất thời sắc mặt đại hắc nói, người ngoại lai, ngươi thật sự là càn rỡ à. Bất quá ngươi thật là không tệ, có thể đem ta bước đến tình trạng như thế, nói ra tên của ngươi đi, thực lực của ngươi đạt được ta tán thành, ta nguyện ý nhớ kỹ ngươi cái kia ti tiện tên. Trần Giải nghe vậy ha ha cười nói, ta chỉ muốn nhường thất bại giả nhớ kỹ tên của ta. Đồ Lan nghe vậy nói, hả, cái kia rất đáng tiếc, cái này một trận ta thắng, đã không nguyện ý lưu lại tên của ngươi, vậy ngươi liền chết đi cho ta. Nói xong, Đồ Lan đột nhiên làm khó dễ, theo sát lấy vọt thẳng hướng về phía Trần Giải, đối với hắn cũng là đoạt mệnh một quyền. Hắn thấy bên trong chính mình đảo mã độc thung kịch độc Trần Giải đã không có bất luận cái gì có thể đứng lên khả năng, hắn sẽ ở chính mình một quyền này phía dưới, trực tiếp bị oanh thành vụn thịt. Chết! Oanh! Đồ Lan hung hăng một quyền đánh phía Trần Giải, Thế nhưng là sau một khắc đột nhiên chỉ thấy Trần Giải trực tiếp vừa né tránh qua một kích này. Sau đó Đồ Lan một quyền này đánh vào trên vách động. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo sát lấy sơn động nhất thời một trận thanh thế to lớn, vách động trực tiếp bị oanh ra một cái hố to. Thế nhưng là Đồ Lan biết chính mình không có đánh lấy. Đồ Lan mặt mũi tràn đầy không dám tin, loại tình huống này, còn có người có thể tránh đi, cái này, cái này sao có thể? Mà lúc này chỉ thấy cách đó không xa Trần Giải đứng ở nơi đó chỗ đó có chúng độc sâu nặng dáng vẻ lúc này hắn nhìn lấy đồ lan khắp khuôn mặt là nụ cười nói ha 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 ta nói qua ta sẽ chỉ nói cho bại tướng dưới tay tên của ta đồ lan quay đầu nhìn trần giải nói ngươi ngươi làm sao có thể không có việc gì ngươi rõ ràng bên trong ta đảo mã độc thung trần giải lúc này đưa tay đồ lan chỉ thấy hắn vẫn như cũ là tương cánh tay màu tím nói ngươi rõ ràng còn bên trong lấy độc làm sao có thể kiên trì được nghe lời này trần giải nhìn lấy đồ lan nói ngươi là nói cái này độc bọ cạp sao? Rất xin lỗi, bởi vì ta là cái lang trùng. Nói Trần Giải đưa tay, sau đó chỉ thấy một trận năng lượng màu xanh lục, trực tiếp đem Trần Giải cánh tay một chút xíu biến thành bình thường nhan sắc, thấy cảnh này, Đồ Lan một mặt trấn kinh. Cái này, cái này sao có thể? Lang trùng, lang trùng mạnh như vậy sao? Đồ Lan một mặt trấn kinh, lang Trung hắn biết à, người hắn cổ y thì kêu lang trùng à. Cổ y, chính là bọn họ nơi này xem bệnh. Thế nhưng là cổ y cũng không có mạnh như vậy, cũng không thể nào dễ dàng như thế giải trừ chính mình đảo mã độc thung à. Đồ Lan một mặt chấn kinh, mà Trần Giải sắc mặt cho lên nói, ngươi thật giống như rất kinh ngạc à. Đồ Lan lúc này phản ứng lại nói, ngươi, ngươi đừng tùy tiện, mặc dù, mặc dù ngươi có thể giải độc, thế nhưng là ngươi giải độc tốc độ như thế chi chậm, chỉ cần ta nguyện ý, liền có thể đưa ngươi chém giết. Trần Giải nghe vậy mang trên mặt diễu cợt nói, đem ta, chém giết ngươi nói là cái trạng thái này dưới ta sao nói trần giải trong mắt sắc khí lóe lên theo sát lấy nhếch môi cười nói chơi độc ngươi thật đúng là gặp khắc tinh xuân thần nộ oanh một tiếng ra sau một khắc nhất thời nhất tôn thần minh xuất hiện ở trần giải sau lưng mục đồng cưỡi trâu tay cầm liễu tiên xuân thần nhục thu cái này nhìn đến cái này một bức tượng thần đồ lan ánh mắt đột nhiên chừng lớn xuân xuân tri thần trần giải nhìn đến đồ lan cái dạng này cũng hơi kinh ngạc tiểu tử này vậy mà nhận biết xuân thần nhục thu, phải biết miêu tộc văn hóa, thế nhưng là cùng người Hán văn hóa không giống nhau à? Hắn là từ nơi nào được liên quan tới xuân thần ghi chép à? Trần Giải nghĩ đến, thế nhưng là sau một khắc đồ lan đã chuẩn bị chạy. Xuân thần không có thể ngang hàng, chỉ có thánh chủ một mạch mới có thể chống lại à? Nghĩ đến, hắn liền chuẩn bị chạy, thế nhưng là sau một khắc, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện Trần Giải, theo sát lấy Trần Giải nhìn lấy hắn nói, đến đến rồi, đem mệnh lưu lại. Đồ Lan nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Trần Giải. Thế nhưng là sân thần nộ trạng thái dưới Trần Giải, là thực lực lật thăng mấy lần tồn tại, nhìn lấy Đồ Lan công tới, nhất thời một quyền oanh kích tới. Oanh một tiếng, trực tiếp liền đem Đồ Lan đánh bay ra ngoài. Đồ Lan bay ngược mà ra lúc này Trần Giải chân đạp buôn lôi bộ, vậy mà phát sau mà đến trước, sớm chạy tới Đồ Lan chỗ đặt chân, theo sát lấy một quyền lần nữa oanh kích tới. Oanh một tiếng tiếng vang. Đồ Lan trực tiếp bị Trần Giải một trường hất bay. Đây là Đồ Lan trên không trung cũng là biết mình muốn chạy trốn là không trốn thoát được, mặc dù đối phương sử xuất cổ tịch trên ghi chép công pháp, nhưng là hắn cũng muốn chống lại đến cùng. Nghĩ đến, hắn lại đấm một quyền đánh về phía Trần Giải. Độc hạt quyền. Nói một quyền trực tiếp đánh tới hướng Trần Giải, một mực to lớn độc hạt ngửa mặt lên trời thét dài. Trần Giải thấy thế trực tiếp đón đỡ một chưởng này, cường hãn sinh mệnh chi lực trực tiếp bao vây lấy Trần Giải nắm đấm, đối với Đồ Lan cũng là một quyền. Oanh một tiếng, trực tiếp đem đồ lan đập bay ngược mà ra. Mà lúc này thần tượng nhục thu, tay cầm liễu tiên, đôi lấy trước mắt cái này to lớn bọ cạp, cũng là một soi. Bụp một tiếng, liễu tiên trên không trung rung động, rút đồ lan sau lưng bò cạp độc, lăn lộn đầy đất. Bò cạp độc trên thân một thân độc dịch, thế nhưng là tại liễu tiên tinh hoa tác dụng dưới, lộ ra là dị thường yếu đuối. Trường Xuân Công, cơ hồ là thiên hạ độc công khắc tinh, đương nhiên là có một số siêu cấp cường hãn kịch độc. Cũng không phải Trường Xuân Công có thể chống lại, có thể là bình thường loại này độc là rất khó gặp phải nghĩ như vậy trần giải đã đem đồ lan ấn trên mặt đất ma sát vừa mới đồ lan một hệ liệt quyền cước lúc này đều yếu ớt không chịu nổi lúc này trần giải tại trường xuân công thôi động phía dưới lần nữa loại bỏ cầm long thập bát trưởng bên trong mạnh nhất một trưởng lợi thiệp đại xuyên oanh một tiếng tiếng vang theo sát lấy chỉ thấy đồ lan liền cùng diều bị đứt dây đồng dạng trực tiếp bay ra ngoài oanh một tiếng hung hăng đập vào trên vách đá trong miệng phù một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, theo sát lấy có thể gặp đến xương ngực của hắn lõm đi xuống một khối lớn. Một trường này vậy mà trực tiếp vỗ gãy xương ngực của hắn. Trần giải lúc này từng bước một hướng đồ lan đi đến, lúc này nhìn lấy đồ lan nói, trước khi chết chi, còn có cái gì nguyện vọng sao? Đồ lan lúc này dựa vào vách tường, nhìn lấy trần giải nói, ha ha, ngươi sẽ không coi là dạng này liền thắng chứ, nơi này chính là ta ngũ độc giáo đại bản doanh, ta chỉ là một cái nho nhỏ hộ pháp, Ngươi là rất mạnh, nắm giữ truyền thuyết này bên trong công pháp. Nhưng chính là bởi vì ngươi nắm giữ dạng này công pháp, ngươi trốn không thoát ngũ độc giáo, nếu là bị người biết ngươi có thể triệu hồi ra xuân thần, coi như giáo chủ cũng sẽ đích thân hạ lệnh xử tử ngươi." Trần Giải nhíu mày nhìn lấy Đồ Lan nói, "Vì sao? Vì sao?" "Ha ha, ngươi vậy mà không biết ngươi sử dụng chính là trên thế giới này âm độc nhất võ công, chính là chúng ta thánh chủ cả đời địch nhân võ công. Chúng ta ngũ độc giáo giáo điển thượng ký lấy luôn có một ngày sẽ có thánh chủ địch nhân hậu nhân, học được võ công của bọn hắn, đi tới thánh chủ thổ địa. Đến lúc đó thánh chủ hậu nhân đều sẽ lấy thánh chủ thần công đánh trả hắn. Mà ngươi chính là thánh chủ địch nhân hậu nhân, ngươi nhất định phải chết, giáo chủ sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không. Đồ Lan lúc nói trên khuôn mặt mang theo điên cuồng, Trần Giải nghe được như lọt vào trong sương mù, nói cái gì loạn thất bát tao, cái gì thánh chủ hậu nhân, cái gì gọi là thánh chủ hậu nhân địch nhân à. Trần Giải nghĩ như vậy, nhìn lấy Đồ Lan nói các ngươi thánh chủ là ai à? Đồ Lan nghe vậy nhìn lấy Trần Giải trầm mặc chốc lát nói, ngươi đến chúng ta Miêu Cương, không biết chúng ta thánh chủ là người phương nào. Trần Giải nói, không biết à? Đồ Lan nói, ha ha, không biết chúng ta thánh chủ là người phương nào, ngươi liền dám đến, ngươi thật đúng là cái cả gan làm loạn. Khụ khụ. Nói Đồ Lan trong miệng bắt đầu thổ huyết, theo sát lấy còn kèm theo khối nhỏ nội tạng. Lúc này Đồ Lan nhìn lấy Trần Giải nói, ngươi bây giờ có thể nói tên cho ngươi ta muốn đi dưới mặt đất đem tên của ngươi nói cho thánh chủ, cho hắn biết lời tiên đoán của hắn thành sự thật. Trần Giải nhíu mày, lúc này hắn có chút không dám nói cho hắn biết tên của mình, cái này miêu cương chi địa quá quỷ dị. Ai biết nơi này có cái gì tà thuật, cũng là nói cho người khác biết tên của mình, sau đó chính mình liền bị người khác nguyền rủa đáng sợ như vậy sự tình. Sát, ngạch. Ngay tại Trần Giải nghĩ đến những chuyện này ngạch thời điểm, đột nhiên một bóng người trực tiếp theo Trần Giải bên người xẹt qua, theo sát lấy một đao bổ gãy mất đồ lan yết hầu đồ lan mở to hai mắt nhìn bưng bít lấy cổ chậm rãi không có hô hấp trần giải nhìn qua lại là triệu nhã là nàng xuất thủ triệu nhã nói nơi đây không nên ở lâu đi mau trần giải nói ừm có điều hắn mới vừa nói thánh chủ đến cùng là ai triệu nhã nói thánh chủ căn cứ trong điển tịch ghi chép người miêu chính là cửu lê tộc hậu nhân nói cách khác hắn thánh chủ là ma tôn si Viu. năm đó trục lộc chi chiến Civiul bị hoàng đế cùng viêm đế đánh bại, ngươi học chính là viêm đế thần nông từ quý thiên tượng quyết dĩ nhiên chính là hắn thánh chủ địch nhân viêm đế hậu nhân. Về phần hắn nói thánh chủ một mạch, nói cách khác bọn hắn giáo chủ có thể là ma tôn Civiul hậu đại. Trần Giải nghe lời này, nhìn xem Triệu Nhã, không có phát hiện tiểu cô nương này mạch suy nghĩ rõ ràng như thế. Triệu Nhã nói, ngươi cái này Trường Xuân công hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá cái này miêu cương chi địa, ngươi cái này võ công chính là cấm kỵ, tốt nhất vẫn là có thể không cần, cũng không cần. Nghe lời này, Trần Giải nói, ừm, ngươi nói có đạo lý. Hai người nói liền chuẩn bị chạy, thế nhưng là đúng lúc này, đột nhiên vang lên một cái âm lãnh lại cừu hận thanh âm. Trần Cửu Tứ. Trần Giải sững sờ, nơi này ai còn biết mình tên à? Nghĩ như vậy, Trần Giải đột nhiên quay đầu, sau đó liền thấy một tấm nhăn nhăn nhúm nhúm mặt mo, liền cùng xa bì cầu giống như. Trần Giải nhất thời trợn tròn mắt, khuyển trưởng lão. Không sai cũng là bái hỏa giáo cái kia lão cầu, thập nhị trưởng lão bên trong huyền trưởng lão đương nhiên trần giải xưng là khuyển trưởng lão huyền trưởng lão lúc này đang cùng lấy một cái miêu cương lão giả nhìn về phía nơi này cái kia miêu cương lão giả nhìn thoáng qua ngã vào trong vũng máu đồ lan sắc mặt giật mình nói đồ lan sau đó sắc mặt lập tức khó coi nói người ngoại lai ngươi cũng dám giết ta dạy hộ pháp nghe lời này trần giải cũng nhìn về phía lão giả kia lúc này huyền trưởng lão nhìn lấy trần giải nói trần cửu tứ ngươi lá gan thật là lớn à cũng dám giết ngũ độc giáo hộ pháp đúng rồi giới thiệu một chút vị này là ngũ độc giáo hạt môn trưởng lão hạt trưởng lão ngươi giết đây chính là học trò cưng của hắn khuyển trưởng lão xem náo nhiệt đồng dạng nói chân cửu tứ ngươi thật đúng là cả gan làm loạn người nào ngươi đều dám chọc à chân giải nghe lời này sắc mặt nhất thời trở nên khó coi cái này thật đúng là nhà rột còn gặp mưa à lập tức liền gặp hai kẻ tử địch khuyển trưởng lão không cần nói tại hoàng châu phủ có thể đem hắn đắc tội thảm rồi kém chút đem hắn hại chết, muốn không phải Hàn Diệu chân cứu hắn, hắn hiện tại cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Mà sau đó hắn càng là muốn muốn giết mình, vẫn là Nghe Văn Tuấn đại ca cho mình giải quyết. Cho nên Khuyển trưởng lão đối với mình vậy thì thật là hận không thể ăn thịt hắn, ngủ hắn ra. Mà một cái khác lại là ngũ độc giáo năm trong môn phái hạt môn trưởng lão, mà Đồ Lan càng là cái này hạt trưởng lão đồ đệ, giết người ta rồi đồ đệ còn có cái gì nói? Tất nhiên là không chết không thôi à. Mà lại hai người này thực lực hẳn là đều tại như long cảnh cấp bậc. Mà mình bây giờ mặc dù là trường hồng cảnh lấy trường hồng cảnh đối phó như long cảnh, vậy thì thật là đốt đèn đi nhà xí, tìm, phân, chết à. Trần giải nghĩ đến, bó tay toàn tập. Mà một bên khác, khuyển trưởng lão lúc này lại thấy được chữ nhã, nhất thời nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Lúc này khuyển trưởng lão đối hạt trưởng lão nói, hạt trưởng lão, hôm nay thật đúng là chúng ta tạo hóa à. Hạt trưởng lão mặt đen lên, sắc mặt rất là khó coi dù sao hôm nay hắn vừa tử đồ đệ, ngươi liền nói cho ta biết hôm nay là chúng ta tạo hóa, cái gì tạo hóa, tạo hóa ở đâu. Khuyển trưởng lão lúc này lại nói, nhìn đến cái này Trần Cửu Tứ bên cạnh người kia sao. Hạt trưởng lão nói, thấy được, thế nào? Khuyển trưởng lão nói, đại can triều đình, những dương vương trí nữ, tiên đế sắc phong hương minh quận chúa. Ừm, nghe lời này, hạt trưởng lão ánh mắt mờ mịt sáng lên, triều đình quận chúa. Cái này thật đúng là cái đại tạo hóa à? muốn nói khuyển trưởng lão chạy thế nào đến ngũ độc giáo, cái này còn muốn theo Trung Nguyên Đại Chiến bắt đầu nói lên. Trung Nguyên Đại Chiến, mặc dù lấy bái hỏa giáo Minh Vương Hàn Sơn đồng chiến tử vì đoạn kết, nhưng là đại càn triều đình cũng là thương cân động cốt, quốc sư bát tư ba hoạt Phật, gãy một cánh tay. Trực tiếp phá vỡ hắn bất bại hình tượng, cũng để cho thiên hạ các lộ hào kiệt, nhìn ra triều đình suy yếu, mà giá trị lúc này tiết, có người có tiền liền muốn tranh làm vua cỏ, ngũ độc giáo cũng không ngoại lệ mà bái hỏa giáo làm vì thiên hạ chi tiên khu, trực tiếp trưởng quản đại nghĩa, dù sao cũng là đợt thứ nhất khởi nghĩa, thì tương đương với tần triều trần thắng ngô quảng, về sau khởi nghĩa đều muốn đánh lấy chiêu bài của bọn họ. Mà bái hỏa giáo có khởi nghĩa đầu tiên danh tiếng, cho nên phái giáo chúng, khắp thiên hạ thu nạp có lòng cùng bàn đại sự người, sau đó khắp thiên hạ tìm người liên hợp. Mà vừa vặn, Hàn Sơn Đồng sau cùng dùng tinh nguyên giải ra vũ mục di thư, rơi vào ngũ độc giáo trên địa bàn. Bái hỏa giáo một thương nghị, liền để Hàn Diệu Chân dẫn khuyển trưởng lão, lần nữa xuôi nam, liên hợp ngũ độc giáo, trung phản triều đình. Ngày hôm nay khuyển trưởng lão đang cùng hạt môn trưởng lão trao đổi, liền nghe đến cái này mật quật bên trong tiếng vang từng trận. Mà lại hôm nay Đồ Lan còn bẩm báo có người chạy trốn, hạt trưởng lão liền căn cứ phía dưới đến xem tình huống ý nghĩ đi xuống. Mà trong quá trình này, khuyển trưởng lão muốn phía dưới đến xem cái này ngũ độc giáo đại danh đệ đệ ngũ độc mê quật. Sau đó liền cùng một chỗ đến đây. Sau đó liền thấy vừa mới tình cảnh này. Lúc này hạt trưởng lão nhìn lên trước mặt hai người này, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, một cái triều đình quận chúa, bắt vừa vặn cùng triều đình bàn điều kiện. Mà bọn hắn người miêu điều kiện cũng rất đơn giản, cắt toàn bộ tương địa lấy tự trị. Điều kiện này, bái hỏa giáo đáp ứng chỉ cần bọn hắn có thể đoạt được thiên hạ, như vậy ngũ độc giáo cổ mẫu, liên sắc phong làm tương vương, trưởng quản toàn bộ tương địa. Cái này lập tức nhường hạt trưởng lão hưng phấn lên. Chết đồ đệ rất thương tâm, thế nhưng là có thể bắt được triều đình quận chúa lại là một cái công lớn, cho nên hôm nay cảm xúc thật đúng là rất khó khăn lắm. Bất quá khuyển trưởng lão cũng rất hưng phấn à, hôm nay hắn nhưng là thật là vui. Để nhất bắt được triều đình quận chúa, có cái này một lá vương bài nơi tay, cái kia những dương vương liền không thể không cân nhắc sợ ném chuột vỡ bình. Đến lúc đó cũng muốn đáp ứng bọn hắn một số hiệp ước không bình đẳng, đây chính là bọn họ muốn nhìn nhất đến. Sau đó cũng là Trần Cửu Tứ. Cái này Trần Cửu Tứ, hắn như là thật hận thấu xương à. Lúc trước nhường hắn kém chút mệnh tang hắn tiểu bối chi thủ, việc này càng là thành trong lòng của hắn nỗi khổ riêng dựa theo hắn mang thủ tính cách sớm nên đem hắn rút gân lột ra lấy giải mối hận trong lòng thế nhưng là hết lần này tới lần khác một đống người cùng hắn khó xử đầu tiên là không biết từ chỗ nào ra tới cái nghi văn tuấn khá lắm tới liền đem chính mình đánh một trận mãi mới chờ đến lúc đến hàn pháp vương cùng đánh một trận kéo lại hắn mình có thể xuất thủ xử lý trần cửu tứ kết quả ngươi đoán làm gì lại tới cái bành oánh ngọc cái này bành hòa thượng xen vào việc của người khác à vậy mà không cho phép mình tại Hoàng Châu phủ xử lý cái này Trần Cửu Tứ, đi, ngươi là tôn giả, ngưu bức, ta không thể trêu vào ngươi. Thế nhưng là bây giờ thế nhưng là tại Tương Tây, không tại Hoàng Châu phủ, lúc này ta xử lý Trần Cửu Tứ, ngươi không thể tìm ta gây phiền phức đi. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí, ha ha ha, hôm nay thật đúng là những ngày an nhàn của mình à. Trước hết giết Trần Cửu Tứ, lại bắt triều đình quận chúa. Đại thù, đại công, một ngày toàn bộ đạt được, thật sự là thoải mái à. Nghĩ như vậy, khuyển trưởng lão nhịn không được cười ha ha. Cười thôi, nhìn lấy hạt trưởng lão nói. Cái này Trần Cửu Tứ cùng ta có đại thù, nhưng cho ta, ta giúp ngươi báo cái này giết đồ mối thù như thế nào. Nghe lời này, hạt trưởng lão híp mắt lại nói. Tốt, bất quá ta nhất định phải nhìn lấy hắn chết. Khuyển trưởng lão nhếch môi nói. Yên tâm, ta cam đoan nhường hắn chết không yên lành. Theo sát lấy khuyển trưởng lão bước về trước một bước nói. Trần Cửu Tứ, lại gặp mặt, không biết lần này ngươi còn chuẩn bị như thế nào trốn qua ta truy sát trần giải thấy thế híp mắt lại nói khuyển trưởng lão phấn ngứa không tệ à khuyển trưởng lão nghe vậy nhất thời giận dữ lần trước phấn ngứa thế nhưng là đem hắn tra tấn dục tử dục tiên bây giờ suy nghĩ một chút hắn đều lòng còn sợ hãi sống như thế lớn còn không có như vậy chật vật qua nghĩ đến đây cái khuyển trưởng lão liền nhị không được lúc này thời điểm nhìn lấy trần giải nói ngươi yên tâm hôm nay ta sẽ không lập tức liền giết ngươi ta muốn đem xương cốt của ngươi một cái, một cái nghiền nát. Trần giải nghe vậy híp mắt lại nói, ha ha, cái kia có bản lĩnh liền đi thử một chút. Khuyển trưởng lão nói, ta hy vọng ngươi một hồi cầu xin tha thứ thời điểm, miệng cũng có như vậy kiên cường. Nói xong, khuyển trưởng lão trực tiếp một chân tiến lên trước, sau một khắc xuất hiện ở trần giải trước mặt, theo sát lấy đối với trần giải cũng là một quyền. Bản này thường thường không có gì lạ một quyền, trực tiếp oanh trần giải xong mắt nổi đom đóm khuyển trưởng lão khôi phục hắn như long cảnh tu vi. Mặc dù hắn tại Hoàng Châu Phủ bị thương rất nặng, thế nhưng là niệm tình hắn lập công rất nhiều, trở lại thanh giáo về sau, lập tức bị ngu sơn thượng nhân Hàn Sơn đồng thưởng một viên cửu dương thiên lộc đan. Một viên đan dược, tất cả ốm đau toàn bộ tiêu tán không còn, đồng thời cảnh giới còn có một phần nhỏ tăng lên. Có thể nói khuyển trưởng lão hiện tại nhưng là chân chính đỉnh phong trạng thái. Lúc này thời điểm một quyền, thường thường không có gì lạ, nhưng lại một quyền liền đem trần giải đánh bay ra ngoài phù một tiếng một ngụm máu liền đụng phải đi ra. Trần Giải lập tức liền cảm nhận được hai người thực lực sai biệt, nhìn lấy một bên khoanh tay, hung tợn nhìn lấy bên này hạt trưởng lão. Trần Giải không thể không thừa nhận, khả năng này là mình đời này đối mặt lớn nhất thời điểm nguy cấp. Đồng thời đối mặt hai cái như long cảnh trưởng lão, hơn nữa còn đều là cùng chính mình có không chết không thôi nợ máu. Đã nói xong cầu đạo lưu, chính mình thế nào làm thành dạng này. Bất quá thế giới này chính là cái này bộ dáng, dưới loạn thế, chứng có an toàn, đại tranh chi thế nào có địa phương an toàn à võ đạo chi lực cũng như đi ngược dòng nước không tiến át lùi khuyển trưởng lão một trưởng đánh bay trần giải theo sát lấy mang trên mặt diễu cợt nói trần cửu tứ ngươi không phải sẽ tứ quý thiên tượng quyết sao đến thi triển đi ra nếu không ngươi có thể liền không có cơ hội khuyển trưởng lão nói mang trên mặt khó mà nói rõ nụ cười nụ cười này xem ra làm cho người không rét mà run nhìn thấy mà này biết mình hôm nay không có cái gì át chủ bài có thể giữ lại sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, xuân thần nộ. Oanh, một luồng sáng nhất thời chiếu xạ cả sơn động, thấy được cái này lục quang chói mắt, còn có trần giải sau lưng cái kia tôn thần tượng, hạt trưởng lão ánh mắt nhất thời trừng lớn, chỉ cái này thần tượng nói. Cái này, đây là, hắn nghĩ tới, đây không phải xuân thần. Bây giờ cái này hắn nhớ tới cái kia tiên đoán, luôn có một ngày, thánh chủ địch nhân hậu nhân sẽ đi tới nơi này cùng thánh chủ huyết mạch tiến hành một trận chiến đại chiến lần nữa tái hiện năm đó trục lộc một trận chiến tràng cảnh nghĩ tới đây hạt trưởng lão ánh mắt bên trong cũng đầy là kinh hãi không có nghĩ đến cái này tiên đoán đến hôm nay vậy mà xuất hiện trong lời tiên đoán người bất quá ngược lại là cùng tiên đoán không giống nhau người này cũng quá yếu như long cảnh thực lực này có thể cùng thánh chủ hậu nhân không đánh được một điểm mà lại hôm nay sợ là liền phải chết ở chỗ này nghĩ như vậy chỉ thấy khuyển trưởng lão đối với trần giải cũng là áp chế đánh bất quá càng đánh khuyển trưởng lão càng kinh ngạc cái này trần cửu tứ là cái yêu quái gì cái này bao nhiêu tháng hắn liền theo lang yên cảnh tiến vào như long cảnh cái này tiến cảnh tốc độ quá kinh người đồng thời hắn cũng nghĩ đến một cái tiên đoán chính là hàn sơn đồng nói nói lớn lúc rối loạn có thiên mệnh rơi vào phàm trần đến lúc đó thân cư thiên mệnh chi nhân có thể sẽ tại rất nhiều thời gian quật khởi thời gian mấy năm liền có thể theo một người xin cơm biến thành một nước hoàng đế võ đạo trí cường đây chính là khí vận không phải sức người có thể chống lại chẳng lẽ kẻ này cũng là có thiên mệnh tại thân nghĩ tới đây khuyển trưởng lão sử xuất như long cảnh toàn bộ lực lượng chấn áp trần giải trần giải cắn răng thôi động trường xuân công tới đại chiến 10 hiệp sau cùng bị hắn một trưởng vỗ trung tâm mạch phốc một ngụm máu tươi phun ra theo sát lấy chỉ thấy trần giải bột một tiếng đã rơi vào kim trì bên trong a à, thấy cảnh này hạt trưởng lão kinh hãi khuyển trưởng lão muốn đuổi theo thế nhưng là hạt trưởng lão hô to một tiếng không thể khuyển trưởng lão nhíu mày cái gì không thể hạt trưởng lão nói, đây là kim trì, kịch độc vô cùng, dung lô cảnh nếu tiến vào sẽ chết, không có đường sống, mà lại. Hạt trưởng lão nói tới chỗ này, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Mà lại cái gì à? Khuyển trưởng lão nhưng không biết cái gì mà lại, trực tiếp truy vấn. Hạt trưởng lão nói, mà lại trong này vẫn là kim gia nghỉ lại chi địa, chúng ta có thể tuyệt đối không dám đã quấy dày kim già. Nếu không, coi như người ta cũng không thể không chết. Kim gia. Nghe lời này, khuyển trưởng lão một mặt không hiểu, Kim gia là cái gì à? Nhưng lại tại hắn không hiểu thời điểm, đột nhiên liền gặp được kim trì bên trong một trận bốc lên, bong bóng ửng ực, liền cùng đốt mở nồi giống như. Thấy cảnh này, hạt trưởng lão nhất thời kinh hãi nói, a kim gia tỉnh, nhanh, chạy mau.